Xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay mỗi anh em nào có một mã đơn nào á, mua một mã thì mình tặng một cái túi lì xì này ha. Lì xì này thì cũng chỉ không có bao nhiêu tiền hết nha mọi người. Có đơn là có tặng ha. Quà tặng thì mỗi người mình tặng cho một sắp này ha, một sắp bao lì xì thành con cọp ha, năm mới ha. Cái này thì chúc mừng năm mới ha. Đó. Có đơn là có quà nha mọi người. Mình sẽ nếu mà không đủ thì mình ra mình lấy thêm ha. Rồi chỉ có tặng bữa hôm nay với ngày mai nữa là hết rồi nha mọi người. Mình không có gửi hàng đi xa nữa ha. Rồi mình xin giới thiệu mua vài tờ. Đây là cặp 30 đồng nè. Đó. 30 đồng này thì cũng rất là tương đối xấu ha. Rồi này thì bị rét, rồi này thì bị lủng ha. Cặp này thì anh em nào lấy thì mình để cho 300 ha. 250 thôi mọi người. 300.000 thì hơi đắt do nó bị lủng lỗ thôi ha. Nè đó, 250k một cặp, 30 đồng ha. Tờ này thì còn rất là ok nhưng mà nó bị hơi có cái lỗ ngay đây. Không có lỗ là được mấy trăm rồi mọi người. Đó, cặp này 250.000 ha. Rồi tặng một túi bao lì xì ha, khi nào anh em nào mua có đơn ha. Rồi một mình sẽ qua đến một cặp. Cặp này là cặp gò mối nha mọi người. Cặp U và Y ha, có hai ký tự nè, Y nè và U nè ha, chữ ký khác nhau nha mọi người. Hai tờ này thì tương đối rất là ok ha, cũng đẹp chứ không có xấu. Đó. Cặp này thì 300.000 một cặp nha mọi người, U và Y. Loại này thì bây giờ không có loại nào rẻ nữa ha. 300.000 một cặp. Rồi một cặp này thì cũng cho vô cái này luôn ha, một túi này. Rồi đến một tờ chứ không có một cặp nữa nha mọi người. Đây là tờ 5 đồng con công, thời của cái gì mà công tử Bạc Liêu sử dụng ha. Đây là 5 đồng con công, năm 1920 mấy đến 193 mấy nha mọi người, thời Pháp nè. Công này thì công xấu nha mọi người, nó có bị dán có một ít ngay chỗ này thôi. Chứ nghe chỗ này nó bị nó hơi tét á, mà không biết ai dán băng keo lại nè mọi người, chứ không có bị cái gì hết ha. Bị ví dụ bị mấy cái lỗ này nè thì người ta chỉ dán cái lỗ nhỏ xíu rồi nè. Đó nè, cái hơi dấu tròn tròn nè, mình soi cho mọi người xem cho nó dễ ha. Đó, bóng chìm thì cũng khăn đóng luôn ha. Tờ này thì đa số là tương đối là cũng cao, 650.000 ha. Mình chỉ mua được một tờ thôi, một tờ này thì cũng tặng được cái này luôn ha. Rồi đến cặp này. Cặp này thì anh em nào lấy á, cặp này một cặp này thôi mình bán tờ đi. Cặp thì cái giá nó hơi cao nha mọi người. Cái tờ này thì 1.8 triệu luôn nha mọi người. Tờ lư 4 nè, 1.8 triệu ha. Nè, để mình soi bóng cho mọi người xem ha. Đó. Nó chỉ lủng cái lỗ thôi nha mọi người. Tờ này thì còn đa số là tương đối là đẹp ha, màu sắc đồ cũng rất là ok. Tờ này tới 1.8 triệu rồi nha mọi người. Rồi mình xin giới thiệu luôn, đây là tờ con hổ, con cọp, bóng chìm nè mọi người, hình cô gái ha. Loại này thì giá 120.000 thì những cái tờ này bị cũ ha, cũng không có mới lắm. 120.000 một con. Đó, anh em nào mua thì mua bao nhiêu tờ cũng được, bao lì xì nha mọi người. Mua bao nhiêu tờ cũng được một bao lì xì. Đó. Một túi lì xì này thì như được mấy cái á. Cái này mình cũng mua lại thôi mọi người. Mình mua ở ngoài chợ á. Rồi đến một bộ này, thì tương đối là giá cũng cao chứ không có rẻ ha. Đây là 1 đồng, 20 đồng cá hóa long, 100 đồng nhà hát opera, 500 đồng lăn đấu. Và một kẹp này gồm một ký tự và hai ký tự, 200 đồng mỗi chút ha. Một ký tự và hai ký tự nha mọi người. Loại này có hai loại nè, một và hai ký tự. Bộ này thì 900.000 lận mọi người. Đây mình sẽ quay từng tờ cho mọi người xem ha. Đó, đây là 200 đồng ký tự, hai ký tự ha, ký tự chữ á mọi người. Loại này gồm có hai ký tự ha, nè XA nè, loại này một ký tự nè, D nè. Đó, Ở này thì có lỗ kim ha. Đó, tương đối là cũng rất là ok ha. Lần đấu bộ này thì 900.000 nha mọi người. Nhà hát opera. Cá hoa long, tờ này thì chỉ vài chục thôi, mình không có tính cao đâu ha. 1 đồng. Mấy cây. Tờ này thì đa số cũ. Cũ thì tầm này thì mình bán có 30 thôi ha. Rồi đến tờ này. Tờ này thì giá hiện tại thì nó lên tới 200 rồi mọi người. Riêng cái tờ mũ sắt. Mũ sắt này thì có 70.000 nha mọi người. 70.000 nè. Nó bị giá hai bên cái lỗ nè. Nó có lỗ kia. Cái lỗ bị xét đó mọi người. Lâu ngày quá. Loại này thì năm 19 tới hai mấy ba mấy lần bị lỗ kim là bình thường ha. Loại này thì người ta đã giá lại hết rồi. Loại này thì 70.000 một tờ nha mọi người. Rồi mình giới thiệu luôn với anh em luôn 150k một tờ gò mối đó. Hiện tại mình còn 3 tờ lẻ ha, 3 số series khác nhau nha. 4657 đây là số series nha mọi người. 039 nè, 781 nè, 078 nè, đây là số series. Còn đây là cái ký tự theo thứ tự nha mọi người. Đây số series là 078 nè, mọi người xem xuống dưới đây là 078 ha. Cái này thì bóng chìm là hình của Pháp không mọi người nè. Giấy 5 đồng vàng nè, loại này thì 150.000 một tờ ha. Mua một tờ cũng được tặng một bao lì xì luôn. Video này chắc mình làm video cuối năm luôn á mọi người, tại vì 1-2 bữa nữa là hết còn gửi hàng được rồi ha. Mình sẽ làm video này chắc đến cuối năm luôn á. Mình sẽ cũng ra video cho mọi người xem Tết cũng được. Ra video thì qua Tết mọi người có thể mua, thì tới mùng 6 thì mình gửi hàng rồi mọi người. Cũng ra video thường xuyên cho mọi người tham khảo mùa Tết ha. Đó. Loại này thì anh em nào lấy mình đây. Tờ này thì 50 một tờ ha. 1 đồng gánh dưa. Đó. Gánh dưa này tương đối là cũng xấu ha. Nhưng mà bây giờ hàng thì giá rất là cao. Tờ này bị lủng nha mọi người. Lủng ngay giữa nữa mới ép. Đó. Tương đối là đẹp nhưng mà nó bị xấu, lủng lỗ. 50.000 một tờ đó mọi người. Rồi đến một bộ. Bộ này thì bộ 1955. Bộ này 450.000 ha. Bộ này thì tương đối là cũ nha, mình không có mới nha mọi người. Đó. Tương đối là cũ. Còn bộ mới thì tới 600 mấy lần nha mọi người. Cũng không có mới gì mấy đó. Tương đối là cứng. Còn những cái tờ này thì đa số nó bị gấp rồi. 450.000 một bộ. Rồi cho qua luôn tờ này. Tờ này thì giá là chữ Y nha mọi người. Chữ Y ha. Đây là tờ 100 bạc. Đó. 100 bạc. Phía sau là hình con voi ha. Đây là 100 bạc. Quảng tượng. Quảng tượng là con cặp voi ở dưới này là quảng tượng nha mọi người. Bóng chìm thì khăn đóng ha. Đó. Tờ này thì tương đối cũ. Cũ thì cũng 150.000 một tờ rồi mọi người. Rồi mình còn 2 tờ 1.000 này. 2 tờ 1.000 này thì mình mới lấy được rẻ nè mọi người. Đó. Tờ này cũng rẻ ha. Tờ này thì 180.000 một tờ ha. 1.000 đồng 1987. Mình có 2 tờ thôi nha mọi người. Mình lấy được 2 tờ thôi. Đây một tờ series là 916, một tờ series là 178. Đó. 180.000 một tờ ha. Còn cái tờ 10 đồng ăn co. 10 đồng ăn co. Đây là cái ăn co vắt ha. Sau là gánh rơm. Đó, giấy 10 đồng gánh rơm ha. Mặt này thì ăn co. Tờ này thì 150.000. Cũng không có rẻ đâu nha mọi người. Rồi cái tờ táo này thì hình như mình đã giới thiệu rồi. 650.000 nè. 20 đồng táo. Tờ này cũng lủng lỗ nhiều lắm. Lỗ kim đồ nhiều nha mọi người. Đó. Video này thì mình làm đa số là mình tặng cho anh em về lì xì ha. Đó. Đơn nào mã nào thì mình cũng tặng hết ha. Đó. Rồi video này chúc anh em ăn Tết vui vẻ ha. Xin chào tạm biệt anh em.